Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để xem video trên Facebook với độ phân giải là HD nhé. Đấy, thì hiện tại mình đang có một cái video đúng không? Đó. Và mình muốn xem ở độ phân giải HD để có những cái trải nghiệm ok nhất. Thì đây, mình click vào HD và sẽ không được. Độ phân giải HD là sao? Độ phân giải HD là chất lượng từ 720p đổ lên là độ phân giải HD. Thì lý do tại sao Facebook nó không cho thì hiện tại đang mùa dịch Covid-19, thì các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tập đoàn nó không có đủ chi phí, cũng như anh Mark Zuckerberg cũng chả đủ cái chi phí để cho các bạn đầu tư, không đủ chi phí để giữ lại một số cái đầu tư về mặt chất lượng. Thì anh đã hạ bằng thầm của anh em xuống. Thì làm sao để chống lại cái sự hạ băng thông của anh Mark Zuckerberg tập đoàn Facebook, thì mình có cách như sau. Vào một ngày đẹp trời, tình cờ mình có xem một cái video trên một cái tab bản danh, và mình vẫn được xem ở chất lượng 720p, là chất lượng tốt đấy. Chất lượng HD. Thì đây, đầu tiên các bạn chuột phải nhá, các bạn muốn xem video đúng không? Thì ở đây các bạn sẽ chuột phải vào thằng video này và click vào nó, copy cái đường link trên đây. Các bạn mở một cái tab ẩn danh nào đó, ví dụ đó, các bạn paste nó vào, đoạn nó chạy. Và hiện tại mình đã có video đó, mình click vào nhá, mình xem chất lượng nó lên được HD không nhá. Đó, ở đây đó, các bạn thấy 720p chưa, các bạn thấy 720p chưa? Đây là chất lượng HD giúp các bạn có những cái trải nghiệm tốt nhất đó khi các bạn xem video, ít nhất là 720p. Còn nếu cao hơn, các bạn có thể 1080p, chất lượng full HD chẳng hạn đó. Đấy, thì đây là cách mình hướng dẫn các bạn làm sao để có trải nghiệm tốt nhất khi xem video trên Facebook mà chống lại Mark Zuckerberg. Chúc các bạn thành công.